Chào các bạn, hôm nay shop xin giới thiệu đến các bạn một trong những dòng camera nổi bật của shop. Và đây sẽ là camera chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây là hộp của sản phẩm các bạn. Thì mình sẽ bắt đầu mình khui hộp cho các bạn xem ha. Đây là camera Vuga các bạn. Đây ha. Kiểu dáng nhỏ gọn. Rất là đẹp mắt các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình kết nối thử cho mấy bạn xem ha. Đầu tiên là mình sẽ dọn bớt đi cho nó gọn lại nè. Đây là dây nguồn của sản phẩm. Phía sau sẽ có các khe, đây là khe gắm thẻ nhớ, đây là khe gắm cáp mạng và đây là ổ nguồn các bạn. Rồi mình sẽ đợi chút xíu để máy khởi động ha. Máy đang bắt đầu khởi động nha mấy bạn. Các bạn thấy đèn đèn hồng ngoại nó sáng không? Và để trước khi để đảm bảo quá trình kết nối được thuận lợi, mình sẽ reset lại trước ha. Đây, đây nút reset nha các bạn. Thì đối với camera Guga thì mình sẽ sử dụng app iLED. Đây mình sẽ vào ha. Tùy theo cái giao diện của mình là CH Play hoặc là iOS, mình sẽ vào mình tải ha. Đây, app mà mình sử dụng đây nè bạn. Rồi, mở vào. Khi mà vào thì các bạn sẽ đăng nhập mail của mình để kích hoạt tài khoản của mình ha. Đây là màn hình chính để chúng ta kết nối các bạn. Đây, mấy bạn sẽ chọn bên phải, dấu cộng bên phải. Các bạn chọn camera. Chọn Add Device Smart Link. Rồi, chọn Set Custom. Nhập mật khẩu Wi-Fi của mình. Chọn Tiếp tục. Và đợi camera kết nối với lại thiết bị của mình. Khi mấy bạn kết nối thành công xong, nó sẽ trở lại giao diện này ha. Mà bây giờ mình sẽ quay trở lại nè. Đây mấy bạn có thấy màn hình camera không ạ? Rồi. Mình sẽ vuốt thử cho mấy bạn lên ha, xem ha. Đây, ngoài ra camera có thể nói chuyện trực tiếp trên luôn đeo màn hình luôn các bạn. Mình thử ha. Alo, alo, alo. Được không? Alo, alo. Ngoài ra camera có các chức năng khác nữa đây. Mấy bạn có thể điều chỉnh ha. Các bạn có thấy cái nút cái bánh răng không ạ? Mình sẽ chọn cái bánh răng, biểu tượng bánh răng. Đây là đổi tên của camera mấy bạn. Mấy bạn muốn đổi tên nào mấy bạn đổi. Đây, đây là cái này là cái mục thẻ nhớ ha. Tại vì mình không có gắn thẻ nhớ thành ra cái này là no SD.
video đang ở chế độ HD nè mấy bạn. Wi-Fi, tên Wi-Fi của mình đây. Không. Rồi. Đây khi mấy bạn kéo xuống cuối trang đó, mấy bạn sẽ có được cái giao diện này ha mấy bạn. Đây mấy bạn hai hai cái dòng chữ đỏ mấy bạn không ạ? Một cái là reboot device, một cái là remove device. Và để bảo mật được cao hơn thì khi mấy bạn kết nối giữa camera và một thiết bị khác, các bạn vui lòng chọn remove device ở thiết bị cũ để xóa cái sự kết nối giữa thiết bị cũ và camera mấy bạn. Đây mình giờ mình sẽ xóa kết nối ha. Cái chọn remove device mấy bạn hiện lên cái bảng này. Chọn dấu tích và ok. Khi mấy bạn ngắt kết nối giữa thiết bị cũ và camera thì camera sẽ tự động reset mấy bạn. Mình vừa hướng dẫn mấy bạn sử dụng và kết nối giữa camera Google và thiết bị điện thoại. Chúc các bạn thành công.